85 tuổi, ở cái tuổi mà đáng lẽ bà phải được sự chăm sóc và được quây quần bên con cháu, nhưng bà Hồ Thị Đó, ngụ tại ấp Tân Hội, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, vẫn mãi loay quay vất vả với chuyện cơm áo gạo tiền. Mỗi tờ vé số bán đi, bà lời được 1.000 đồng mỗi ngày để có thể lo tiền cơm gạo thuốc thang cho con trai và tiền đi học cho hai đứa cháu. Bà phải lặn lội từ sáng sớm đến xế chiều mới kiếm được hơn 100.000 đồng. Cuộc sống khổ cực khiến bà vốn đã tuổi cao, sức khỏe yếu, nay lại càng tiêu tụy nhiều hơn bởi bao lo toan hàng ngày. Hơn 3 năm trước, con trai út của bà là anh Trịnh Út Ngoan, 41 tuổi, phát hiện mình bị xơ gan. Hoàn cảnh khó khăn, trước đây anh chỉ làm phụ hồ và đi bẻ dừa mướn, nên khi phát hiện bệnh, gia đình không có khả năng chạy chữa, anh chỉ có thể xin thuốc nam ở chùa để uống cầm cự. Căn bệnh khi phát hiện đã ở giai đoạn nặng, nên khi không được điều trị sớm đã nhanh chóng chuyển biến nặng hơn, khiến cơ thể anh thường sưng phù, đau đớn đến không đi đứng được nữa. Vốn là trụ cột trong nhà, nhưng gần 3 năm qua, anh Ngoan không còn đi làm gì được nữa, nên cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, nay lại càng túng thiếu nhiều hơn. Càng khổ sở hơn khi anh phát bệnh, chưa được bao lâu thì giờ anh cũng bỏ về bên ngoại, nên bao lo toan trong nhà chỉ còn người mẹ già gánh vác. Thấy con vậy không bỏ con được, tôi cũng lo cho con không, già cũng lo cho con, chừng nào có chết thì chết chung với con chứ sao bỏ con được. Giờ lo cho hai đứa cháu nội cho nó ăn học. Mà không biết tới đâu thì hay tới đó, chứ giờ biết làm sao giờ. Thương con bệnh tật, thương hai đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, nên dù thường đau yếu, nhưng bà Đó vẫn cố gắng lặn lội đi bán vé số hàng ngày, chỉ mong sao kéo dài được sự sống cho đứa con trai bất hạnh của mình. Nhìn mẹ già cực khổ, anh Ngoan cũng ngậm ngùi chua xót. Nhưng biết làm gì hơn khi bệnh tình của anh ngày càng trở nặng, nhiều lúc phải nhờ mẹ và hai con chăm sóc vì không đi đứng được. Nhà người này cho gạo, rồi người ta đi ngang, người ta thấy người ta cho tiền. Sống ngày đó, nói chung cái sợ thì cũng có sợ rồi, mà biết sao giờ. Căn nhà nhỏ siêu dẹo, các bên vách cũng mục nát nhưng cũng không thể che chắn lại được. Mấy tháng qua, gia đình cầm cự được là nhờ địa phương cùng bà con lối xóm đùm bọc. Nhiều lúc nhìn con đau đớn mà lòng người mẹ già đau xót, nhưng cũng chỉ biết cận kề sớm hôm chăm sóc để con bớt đi sự đau đớn buồn tủi. Hai đứa cháu hổng gầy thì đi học cũng mượn tiền mua đồ cho nó đi học đó. Rồi nó đi học mỗi ngày. Thì mỗi ngày thì hai đứa nó đi học cũng cỡ 50-60 ngàn. Tôi cũng không biết sao mà lo cho cháu đi học. Bụng anh Ngoan ngày càng sưng to, ăn uống cũng khó khăn hơn vì thường đau nhức. Dù được bác sĩ chỉ định cần nhập viện điều trị sớm mới mong kéo dài sự sống, nhưng hơn một năm nay anh đành nằm nhà chịu đựng. Vì mình không còn nữa, cái con cái nó khổ, thuốc men thì cũng má ba mượn tiền má mua cho đó, chứ cũng đâu có tiền đâu mà mua. Bây giờ cái hy vọng hết bệnh làm thôi, biết sao vậy. Nằm một chỗ, anh Ngoan không chỉ chịu đựng nỗi đau vì bệnh tật mà trong anh còn chồng chất bao nỗi lo cho mẹ già và hai con nhỏ, khiến tinh thần anh càng suy sụp nhiều hơn khi thấy tương lai quá mờ mịt. Với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn bệnh tật của anh, sau bao lời thăm hỏi động viên, đoàn Nhịp Cầu Nhân Ái tỉnh Sóc Trăng đã cùng vận động quyên góp hỗ trợ anh số tiền 27 triệu đồng để anh được nhập viện điều trị sớm, giảm phần nào đau đớn. Ngoài ra, để giúp anh có thêm điều kiện chạy chữa, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Thạnh cùng các cấp chính quyền đã hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để anh có được cơ hội hồi phục sức khỏe, kéo dài sự sống bên mẹ già và con thơ.
Qua đây, chương trình cũng rất mong các tấm lòng gần xa giúp đỡ thêm cho anh Ngoan. Mọi sự giúp đỡ cho anh xin quý nhà hảo tâm gửi về. Anh Trịnh Út Ngoan, ấp Tân Hội, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, hoặc Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, số 132 đường Trần Giang 7, phường 3, thành phố Sóc Trăng, và tại chùa Khánh Sơn, 22 Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Xin chân thành cảm ơn.